Mới đây tại Hà Nội, tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức buổi chia sẻ thông tin tổng kết dự án bứt phá, thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc là Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Bắc Cạn. Từ năm 2018, dự án về thúc đẩy tài chính toàn diện cho phụ nữ dân tộc thiểu số đã triển khai ở 18 địa bàn khó khăn. Sau 4 năm, chương trình đã hỗ trợ phát triển sinh kế cho hơn 11.000 phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn 18 tỉnh của Việt Nam. Hỗ trợ xây dựng và vận hành hơn 500 nhóm tiết kiệm tín dụng tự quản với hơn 11.000 phụ nữ tham gia. Mô hình tiết kiệm tín dụng tự quản hỗ trợ hiệu quả phụ nữ và gia đình trong các hoạt động phát triển sinh kế, góp phần đảm bảo an ninh tài chính của hộ gia đình. Trong nửa đầu năm 2022 đã có 269 nhóm với 4.058 thành viên phụ nữ tham gia hoạt động huy động được 5,62 tỷ đồng tiết kiệm và 1416 lượt thành viên được vay vốn để phát triển sinh kế. Dự án là chương trình cộng đồng quan trọng trong kế hoạch phát triển lâu dài nhằm xóa bỏ rào cản giới và thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.